Chào, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn chơi bài Sài Gòn đau lòng quá theo phong cách kiểu fingerstyle hay còn gọi là chơi solo ấy. Chỉ chơi đàn thôi, không hát. Đó. Ok, ta sẽ thử nhé. Đi vào từng đoạn một. Mình sẽ hướng dẫn từng đoạn một chậm. Đó, để các bạn dễ hiểu, các bạn quan sát tay nhé. Đoạn một là nữ hát đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đánh rất chậm cái đoạn đấy cho các bạn quan sát nhé. Chỉ bấm một ngón thôi. Đó, có hai nốt này. Hai nốt này, hai nốt bè vào. Mày nhá. Một lần nữa câu đấy nhá. Đấy câu nối đấy. Với về đô. Câu này. Đó, câu này nó có một cái câu luyến. Đó. Đó, con này khó một chút này. Mi lướt lên pha tăng. Đẩy son luôn. Đó. Nút re này bè với nút si. Đây. Làm lại nhá. Rê son rê dưới này có đó lại này nối tiếp này đấy lại nha nối này. Dễ đúng không? Tiếp theo này. Đó. Ok, đến đây nhá. Ok, lại nào. Khó, con này khó một chút đúng không? Chứ là tan 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 hai nốt la bè với nhau này. Đó, hai nốt la này. Đấy. Đó, ghép nhanh này. Đến đây xì rê này. Tiếp theo này đấy đến nốt mi trưởng này. Ok đến đây nhá đẹp. Sắp hết này.
ghép này. Son rồi mình kết là ghép lại tất cả câu này cho các bạn xem nhé. Bây giờ đến cái đoạn mà Nam hát đúng không? Mình đã từng hứa câu đấy đúng không? Ok, các bạn xem nhé, mình đánh chậm trước này. À đánh một đoạn, một lượt trước này. Dễ đúng không? Chậm nha, ok bắt đầu chậm này. Re son la si đó được chưa? Bắt đầu này. Mình đã từng hứa. Re son này hai con. Rất dễ câu đây là đô về bao nhiêu này? Thực ra chúng ta chỉ bấm mỗi một nốt thôi đây, là đô đó, hai đô này. Câu tiếp theo này. Đấy. Kéo ra. Đấy. Tiếp theo. Đó.
xong nó lại quay lại từ đầu như thế một lần nữa, đoạn của Nam ấy. Tiếp theo này, câu này này, đó, khác mỗi câu đấy. Đó, khác mỗi câu, không không giống được câu này. Câu câu đầu này xem nào. Câu lặp lại nó đây, khác nó là như này. À. Tiếp này. Khác này. Đó, chậm nhá. Rất dễ này, gảy lan. Rê và nó đô. Khác khoảnh khắc son trưởng được chưa, rất dễ đúng không? Ok, câu tiếp theo nhé. Câu tiếp là ta da 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 ta da da da, câu đấy là như nào nhỉ, nghe một chút nữa, mình quên câu đấy, mình sẽ nghe lại đoạn. Ok, câu đấy sẽ là mình đánh tông khác của bản gốc, sẽ là như này. Nhá, chậm này, ta gảy nút này và gảy ba cái nút sau cùng, bấm vào hôm đô trưởng, đó, lại nhá, chậm này, đó, mi 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 re re la, đó, mi 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 do do, à, mi 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 si si la. Tiếp theo này, Paris này, Paris hay New York này, đó, Paris này, học âm C7, về mi thứ, đó, M đấy, lại nhá, chậm này, đấy, tiếp theo này. Tiếp theo câu, câu tiếp theo là cái gì đấy, đi ok, câu này câu tiếp nào, rất dễ đúng không, câu này AM7 này. Bài đúng không? Thế thôi. Xong nó lại lặp lại cái câu câu từ đầu, đoạn nữ hát. Ok, thì cái đoạn tiếp theo mình cũng đã soạn xong rồi. À, với clip nó hơi dài quá. Thì bạn nào cần thì mình sẽ viết cái bản nhạc cho các bạn.
một là tab, đó, mình viết bản nhạc luôn luôn có dòng trên là nốt nhạc, dòng phía dưới là tab. Đó. Nhưng mà mình khuyên các bạn là chúng ta nên cố gắng biết nốt nhạc. Chứ chúng ta nhìn tab thì cũng được thôi, không sao cả, nhưng mà chúng ta đã bỏ thời gian ra để tập nhạc thì chúng ta nên biết thêm nốt nhạc thì nó sẽ hay hơn. Đó. Nhìn nốt nhạc. Ok. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip.